tôi vừa quýnh xong bạn cái con đường xưa em đi. Bây giờ là tôi hướng dẫn cho bạn accord điểm hát cái bài này nhé. Tôi vừa quýnh vừa rồi là cái hợp âm là la thứ. Thì la thứ là như các bạn đã biết là la thứ là về dây thứ và về mi bảy. Nhưng có hai câu lít các bạn lưu ý nghĩ là cái chỗ mà con đường xưa em đi thì vấn đề găm la. Người ta kéo dây chì là về găm rê. Biết đường em hết đi là để khi mà về làm mi đó thì ta nghỉ một trường canh, một khuôn nhạc ta mới quýnh thêm là mi pha son pha mi. Đó là một lưu ý là khi mà hết phiên khúc thì ca lót có là mi rê đô, hoặc là ta đánh la la son mi rê đô si đô la. Lưu ý cái chỗ điệp khúc, cái chỗ điệp khi mà mình la thứ điệp khúc với chỗ mà cái em ơi mộng thì ta lên đô trưởng nhá, đô trưởng đầu này tức đầu này hoặc đây cũng được. Mong ước xa vời thì cái đó về son trưởng, nhưng mà nếu các bạn chưa quýnh được gam son trưởng là để gam đô trưởng, tại vì trong gam đô trưởng đã có nút son trong sợi dây ba rồi. Lưu là có nút son, thành là khi đó mình quýnh được gam son trưởng thì càng tốt, mà không bấm được gam son trưởng là để gam đô trưởng. Tại vì gam đô là có nút son thì là gam la thứ là về rê thứ về mi bảy, hoặc là đánh các bạn mới tập thì đánh la thứ đây về rê và mi trên này đô trưởng đây, không cần bấm gam son đánh gam đô. Đầu cần đàn là gam ba là mi đa đô gam la thứ này, rê thứ này, gam mi trưởng hoặc mi bảy thêm ngón rê. Mà hôm qua tôi quên hướng dẫn các bạn một cái chỗ như vậy này, là khi mình huấn đàn đấy hướng dẫn thêm cho các bạn mới tập đàn, khi mà ba sợi dây giấy mình móc tay vô á, thì là khi mà đánh cái ba sợi dây trên á, là mình vẫn để ba sợi móc tay vô ba sợi dưới để làm điểm tựa, thì mình quýnh sợi dây 4 là dây rề hoặc là, còn nhưng khi mà mình quýnh sợi dây 1 dây mí hoặc dây 2 dây chi á, thì là ta để ngón cái này, ngón cái ta tựa lên dây 3 dây 4 mình để điểm tựa, để mình lấy tay mình móc với dây này lên để mình không cần phải nhìn xuống. Đó là tôi hướng dẫn các bạn là như vậy nhá. Còn các bạn mà muốn tìm hiểu thêm tôi thì là trong lúc bây giờ nó còn xem video như vậy này, thì là có cái nút đỏ nhớ là nút đăng ký cho các bạn bấm vô, thì các bạn sẽ tìm hiểu được 100 video của tôi. Còn nếu không thì các bạn chỉ tìm hiểu được 1-2 video thôi nhá. Tức là tôi lưu ý các bạn lại, khi mà điệp khúc á, em ơi làm mít đây đô là về làm đô trưởng, nhưng mà mong muốn xa vời là về son trưởng, nhưng mà chưa bấm gam son được ta để gam đô nhá. Thì chào các bạn nhá.